Với sức hút của giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh, World Cup 2022 không chỉ đem lại không khí vui tươi, niềm phấn khởi cho người hâm mộ, mà còn đem lại cơ hội kinh doanh cho không ít các cửa hàng. Thưa quý vị và các bạn, vào thời điểm này thì những người hâm mộ bóng đá đã tìm đến những cái shop chuyên bán đồ thể thao để lựa chọn những cái áo đấu mà đội bóng mình yêu thích để mua. Giá cả thì phải chăng từ 100.000 đến 200.000 là người hâm mộ đã có thể hòa mình vào cái không khí sôi động của World Cup 2022. Theo cửa hàng dụng cụ thể dục thể thao Hạnh Phúc, thành phố Mỹ Tho, khoảng 2 tuần nay, khách hàng quan tâm các sản phẩm liên quan đến mùa World Cup bắt đầu tăng dần nên cửa hàng đã nhập thêm hàng về bán, phục vụ cho người hâm mộ. Trước kỳ chuẩn bị World Cup thì những cái áo đấu của các đội tuyển quốc gia tụi em bán được rất là chạy, rất là nhiều. Tụi em nhập rất là số lượng lớn. Trong mấy 2 tuần gần trở lại đây thôi là tụi em bán tầm khoảng vài trăm bộ. Qua cùng không khí của mùa World Cup, các quán cà phê tại thành phố Mỹ Tho cũng tất bật và sẵn sàng chuẩn bị đón người hâm mộ bóng đá. Vài ngày trước World Cup, anh Phát, chủ quán Land Coffee đã chuẩn bị các thiết bị như TV, máy chiếu, cho đến dọn dẹp và bổ sung thêm bàn ghế. Với các trận đấu muộn, dự kiến sẽ kéo dài thời gian phục vụ, anh dự tính sẽ phụ thu thêm với mức tối thiểu để bù lại các chi phí điện nước và phục vụ, nhưng quan trọng hơn là mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Bên em nó chuẩn bị tivi, em mới cho lắp 2 tivi này. Hiện tại thì bàn ghế là em sắp đa phần là đã dư hết rồi, nhưng mà em đã có chuẩn bị những cái bộ bàn ghế nhỏ nữa. Đó cho khách, dù mà nhiều khi cái lượng khách mà họ vượt quá cái lượng tải của mình, với lại em cũng đặt cái máy chiếu trên lầu rồi. Nhân viên thì bên em cũng đã sắp xếp mấy bạn có thể tăng ca tối để hỗ trợ lượng khách mà họ ghé vô họ coi đá banh. Việt Nam là đất nước có tỷ lệ người hâm mộ bóng đá cao nhất châu Á với tỷ lệ lên đến 75%. Vì thế, mỗi mùa bóng đá đi qua không chỉ đem lại không khí vui tươi cho người hâm mộ mà còn đem lại cơ hội kinh doanh tốt cho các cơ sở kinh doanh.